Ngày 6 tháng 4, bác sĩ Trịnh Thị Thanh Loan, khoa răng hàm mặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới cùng ekip vừa loại bỏ hơn 28 răng lớn nhỏ trong khối u răng của bệnh nhi 9 tuổi. Được biết, bệnh nhi 9 tuổi trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình khám và được phát hiện có khối u răng phức hợp. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u răng. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện và loại bỏ hơn 28 chiếc răng lớn nhỏ trong khối u. Theo bác sĩ Trịnh Thị Thanh Loan, phẫu thuật viên chính, U răng được xem là bệnh lý nha khoa nghiêm trọng, chủ yếu gặp ở độ tuổi thanh thiếu niên. Loại bệnh này khó phát hiện vì khối u tiến triển âm thầm, không gây đau nhức. Có trường hợp khối u gây đau nhưng người dân dễ nhầm lẫn với đau nhức do sâu răng hay các bệnh lý răng miệng khác. Bệnh nhân chủ quan hoặc điều trị sai cách, không triệt để làm bệnh ngày càng nặng hơn. Nếu không được điều trị sớm, khối u có thể phát triển lớn, gây biến dạng mặt, phá hủy xương, che nếp dây thần kinh, ảnh hưởng đến các răng khác. Cùng theo bác sĩ Loan, bệnh này thường được phát hiện tình cờ khi chủ phim x-quang vùng răng đi khám. Nếu phát hiện sớm, phẫu thuật sẽ đơn giản, khả năng phục hồi cao. Trường hợp bệnh nhân đến muộn sẽ khó điều trị, thậm chí để lại nhiều di chứng. Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám và chụp x-quang răng định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm một lần.